có chồng À, con vậy là số của mơ á, như là lỡ chuẩn giá. bị, số của mơ á, là chuẩn bị có chồng rồi nè, mà Dạ chồng đẹp trai lắm. dạ À, nó là nó đang mặc áo đen luôn, nó đội nón đen, nó gài cái kiếng nữa. dạ hả Có nó có râu quai nón nữa. dạ hả Ừ, dạ giàu không giàu, vậy hả nó không giàu tiền giàu bạc nữa, giàu tình giàu nghĩa, dạ nó thương mơ dữ lắm á. vậy hả thấy tôi nghe ba Nó, nếu mà theo cái đường này ha, là ta nói á, nếu mà không thương thằng đó đó là mơ khổ suốt đời đó vậy đó hả chứ sao. vậy là anh ha Ừ, đó đó, được không bởi vậy, anh thấy khờ ha bởi vậy ở đây ông trời đâu lo ha cái tay này anh nè, đẹp quá ha tay búp măng nè, cũng thấy được không, tướng hỷ hàng đó đó. Trời ơi, phải nói chứ hàng đó anh y em mà anh coi em anh nói nữa em có anh chồng bự cao đua lắm chắc ủa anh chơi đó, anh là nữa chứ không có là ai khác nói nữa ông trơn này à. ông bên Mỹ Vậy ông hả, về anh cũng ở Mỹ về nè, ừ ông chứ ai chứ ai nữa. thấy ông nói bên Tây á Trời rồi về ơi, đây du lịch vậy là quyết định đi, bây giờ ờ sẵn là đang coi coi cái này nè, ông mắc nợ đường mà chỉ cũng như là cái này trời đã định rồi nè, ừ không có cãi được coi trời ông nè. coi tôi coi sao Thì đó, nếu mà không thương thằng này thì sổ suốt đời, còn nếu mà thương thằng này á là sướng hả, là chỉ ngồi mà đếm tiền thôi đó. vậy đó hả Ừ, dạ Phong, thưa cô chú anh chị, hiện tại giờ là Phong đang ở chỗ nhà mơ. À, Phong có đem theo những phần quà của chị Mỹ Linh ở Mỹ á, là có mì, hủ tiếu và gạo luôn đây, hai bao gạo. À, nhưng mà xin phép chị Mỹ Linh, em sẽ giống như là em đây là một quà sính lễ cưới, xin phép mẹ của mơ đó để cưới mơ, xem phản ứng của mơ như thế nào nhé. Thì bảo đảm sẽ vui lắm, vì thầy thấy mơ nói chuyện rất có duyên. Nhưng mà nói về cái chuyện tình cảm đó, thì mơ phải nói là bà là number one á. Rồi hãy vô cùng Phong trò chuyện cùng mơ. Rồi bây giờ Phong sẽ kêu mơ đi ra nhận sính lễ nha. Mơ ơi, nè, ra nhận sính lễ cưới nè, bữa nay là anh tới anh cưới em luôn nè, sính lễ nè, được không, để vô hỏi ý mẹ nha. Ừ, ê tiếp vô đi, tiếp vô, cái nào cũng được chân á. Ôi, bữa nay về đâu mà đưa cái cặp đất hết hồn vô trời. Ơi. Bữa nay bà này mới kêu gọi mình rồi. Ê, lấy một bao đi. Trời, ủa sao có này em đẹp dữ hả? Hả? Cái đầu chọc lóc rồi biết chưa chưa? Bữa nay đem sính lễ qua cưới con mơ nè bác ơi. Cảm ơn rất nhiều ừ. Ê, để lột ra dài không mấy, ngồi vào đây luôn đi, muốn ngồi vào đây hay sao vậy hả? À, trời ơi, bà ngồi bà nói bà ngồi bà sợ đất. Ê, trong đây tối không, trong đây tối không hả? Ê, cấm khòm nha, mặc áo này cấm khòm nha. Ừ, khòm gì nè, lú gió. Ừ, khòm là lú gió, ngồi xuống đi, rồi ngồi xuống đi, đừng có khòm. Rồi, hãy đón theo dõi nha cô chú anh chị. Trời ơi, dễ thương như vậy hả? Phong đang dựng, Phong đang dựng cái cây để trò chuyện cùng mơ đây. Đo đất đó. Ừ. Đo đất kiểm soát là em ngồi đây với mình anh. Vậy hả? Dạ, còn mới thay đồ. Ơi, ngồi xích vô đi. Ừ, xích vô nữa đi, miếng nữa đi. Ừ, vậy hả? Nè, cho dán cái gì lên đó coi. Ừ, dán lên. Sợ gắt. Xích vô nữa đi. Ngồi ngoài đó. Bữa nay nè anh Phong á. Dạ. Thẩm rời nói thiệt luôn nha, về nhớ quá trời nhớ luôn. Vậy hả, nhớ hả? Bây giờ quyết định là đem sính lễ vô để cưới luôn. À, dạ. Chịu không? Dạ. Chịu không? Dạ, dạ mới ra thì chịu gì? Trời ơi, mình đã nói tên với nhau còn suy nghĩ gì nữa? Lại. Ừ, thì hổng đời cái này vui vẻ không? Cười vấn không? Thoải mái không? Phải thoải mái, nhưng mà thoải để xin phép trước rồi đó. Dạ, dạ. Cô chú anh chị, tại lúc này là dịch cũng nhiều quá, mà Phong cũng đi thường, nên Phong xin phép là đeo khẩu trang để nói chuyện cùng mơ nha. Dạ. Tại vì mình bảo vệ cho mơ luôn, cho dạ, nó dễ. Dạ.
đeo khẩu trang nói chuyện bình thường ha. Dạ. Ừ. Tới quy quẩn. Ừ. Dịch Tết người ta mang khẩu trang lắm. Đúng rồi. 8.000 cái. Đúng rồi. Em cũng có nữa kìa. Ừ. Thưa ba Phong mới tới đây không? Ừ. Ừ. Thưa chú Phong. Anh con mới đi học về hả? Đi học còn nghiệp đó. Ừ. Bà cùng đâu ra đây biểu rồi. Thằng cùng bà quýnh tới mùa nào hả? Bà già lên cơn. Mới nãy kêu bận gì ba Phong hay vậy? Ba Phong. Ừ, dữ. Kêu mẹ đi, kêu ba Phong. Dữ luôn ha? Ừ. Chạy luôn. Ai anh? Thì mình đến với nhau rồi thì con mới phải kêu bằng ba luôn hả? Kêu bằng ba luôn, tội nghiệp ra thương. Ở núi. Vậy. Ở đây ngồi mình lên chứ không là đắng chơi. Bởi vì ngày hằng nhớ, ngày nhớ đêm mong. Mà bây giờ hả vô đây là thỏ lòng. Hôm qua phải anh vô sớm ha. Ừ. Trời ơi, tôi nói đặc nghẹt luôn, kiếm ngộ ông. Dữ lắm đâu. Cà díu nhau luôn. Dữ hai hả? Chồng anh tăng vô nữa. Vô gần gần. Mà có ai là ghệ của em không đó không? Không, không có ai. Ừ, vậy được đó. Người đẳng là ta đo đó. Thôi kệ, kệ mấy ổng đi. Bây giờ mình là đang mình nói chuyện cái tương lai của mình nè. Dạ, quê hương giống vậy đó. Anh đem theo cái đó, những cái xính lễ đó, anh dạ, cưới dạ. Em á. Em thấy nhiêu đó đủ chưa hay là còn cần phải thôi được, được rồi, trời ơi, đâu có gì đâu anh ơi. Dạ ha. Cái tình nghĩa anh em mà bồ bạch trai gái, ví dụ yêu ái vợ chồng thì tình nghĩa thôi chứ quà cáp gì. Cần thủy chung nó còn hơn nữa, còn không thủy chung không có ăn à. Đúng rồi. Dạ, có quay bà Đặng quẹ không? Không. Không mệt quá hả? Đang nói chuyện cái đá qua bà Đặng hoài hả? Không chơi bà Đặng hả? Không phải không chơi. Sao kìa? Mình đang nói cái chuyện mà hả? Dạ. Xin lễ rồi hỏi cưới. Hỏi sao nào cho đi mình nên sao không đi ra chứ hả? Trời ơi, cũng vì cái bữa quay mơ đó. Dạ. Rồi về là bà thấy á, mơ nói thương anh á. Dạ. Bây giờ bà đuổi đi luôn nè. Thì kìa. Bởi vậy bữa nay mới vô đây nè, đem xin lễ để mà xin ở đây luôn. Bà đuổi luôn hả? Ừ. Vậy kìa trời. Bà nói hả, giờ mơ nó đẹp hơn tôi rồi, giờ thôi ông đi theo ông mơ luôn đi. Trời quá ơi. Nên bây giờ anh quyết định rồi là anh đem xin lễ vô sẵn hỏi gì qua đó. Dạ. Là mẹ qua đó ha. Dạ. Nói là cho phép ở đây luôn không, nhưng mà trước tiên hỏi mơ, mơ có chịu không? Cái gì vậy trời? À, không sao đâu, mà suy nghĩ kỳ vậy? À, xui quay không biết. Thôi mẹ. Ủa không thương anh hả? Không quay không biết thương ai chừng đó giờ qua thương ai. Cái gì kỳ vậy hả? Ừ, ở mình anh vậy đó. Dòng gam là với bà má vậy. Cũng muốn kiếm người đang giữ mình á. Vậy là không có thương hả? Thì cũng thương anh em vậy thôi chứ đâu có yêu thương gì. Vậy không không có xa hơn được hả? Ừ. Vậy mới nãy nói kêu mà kêu bằng ba chứ vậy? Ừ. Thì kệ kêu luôn. Đừng có làm ta hy vọng quá rồi giờ làm ta thất vọng trời. Hả? Tao coi quét rồi chiều nay. Thôi. Tôi cũng chui quá nè. Thôi. Không chồng con rồi chứ. Làm gì cũng nãy thơm chứ vậy? Xịt chùa thơm Sài Gòn. Úi trời ơi. Nó ổng lại. Hai bữa nay biết chai vô xịt chùa thơm hả? Đâu có. Sao? Ở nhà đó giờ em bóng bẫy xịt chưa? Bóng bẫy hả? Ông lên bà xuống. Mà hỏi nè, bữa đó vô mặc đồ ngon lành quá, bữa nay mặc đồ siêu gọi chứ hả? Mấy mua đồ 110.000 bằng đồ mát. Vậy hả? Thấy bán ngoài bằng đồ mát chưa? Đẹp hay gì? Ê, đừng có giỡn quá. Đẹp không? Giỡn ra khoe vú nữa không quá. Đẹp không? À, không dám dòm. Ông gái nhóc ha. Hả? Ông gái nhóc ha. Ai? Đường ông á. Đâu có đâu. Nhóc với cha gì? Ai nói? Cái gì? Ai nói? Là ca bán đi. Cái gì tới giờ hỏi cái chuyện kia trước đi. Cái chuyện mà hạ sinh ở đây rồi ở chung với em rồi xin lễ để cưới mà em không trả lời dứt khoát anh, sao anh có hứng nữa mạnh ca? Bởi vì giờ làm sao có biết câu, gì sao giờ có câu trả lời để có duyên ta... có nợ thì khổ đợi coi chờ hết duyên có nợ mà đợi mà chờ chi ao ai mới đắp bờ ai mới đắp ruộng ao ai mới lỡ nước trôi. Nhưng mà hổm rồi là ngày nhớ đêm mong mơ nè. Nhưng mà thấy bữa nay mơ á hả là không có chút gì tình cảm. Không có tình yêu ha. Ừ. Tại vì sống nào vợ trong gia đình không có. Nếu kiểu này chắc tối mong. Nay hả là Phong đập đầu vô gối tự tử nè. Không có chấp nhận phải không? Hả? Lạ quắc lạ quê biết đâu. Trời ơi vừa rồi trong khi nói với anh quá trời luôn. Anh giờ anh hy vọng. Vậy hả? Hôm nay là nuôi ý quyết định là sẽ vô đây nói chuyện với mơ một lần á. Rồi xong là quyết định luôn á. Dạ. Bữa nay vô là chở gì nè. Chở quẻ vậy hả? Có tình yêu mới được cho đầu phải nó muốn đến. Trời ơi. Vợ chồng như bạc đầu thì chung. Ít. Nó sông đông mà. Nhưng mà nè. Tính ra hai chỗ bằng đó. Tính ra em cũng đã một lửa rồi. Ừ. Anh là con trai còn xin nè. Mà tại sao em không chịu? Tại vì chưa hợp chứ gì. Họ vui vẻ ca đi nói chuyện gì không. Để ta tu đi. Hả? Để tu đi đừng có làm tầm bậy tầm bạ. Trời ơi bữa nay thấy bản đồ đẹp không? Đẹp.
quá trời đẹp luôn rồi. Ở nhà nghèo dọn đẹp á. Nhưng mà không dám dòm. Vậy hả? Bữa nay là em khoe thịt nhiều rồi đó. Vậy đó hả? Ủa. Mập ha. Ủa, bữa nay khoe thịt làm quá trời luôn rồi. Bữa nay bà đưa cái cặp nách đó bên đây quá trời luôn, cặp xô. Trắng tư à. Cặp xô. Nhỏ lớn đâu có chơi đẹp á. Ông đen tôi à. Bởi vậy. Đen lùi hả? Đi ngoài đường giết đen á. Vậy hả? Ừ. Rồi để em bé trắng không? Hả? Để em bé trắng không? Trắng. Tôi nè, tôi nè. Trời đổ quá. Bởi vậy. Tôi đâu có sức kem đâu. Không có sức ha. Không, tôi dưỡng mà trắng. Trời ơi. Bởi vậy tao mới thương đó. Vậy hả? Ừ. Tự nhiên vậy đó. Nhìn cái làn da phải nói chứ trời ơi. Mịn ha. Mịn, mịn màng. Ừ. Trời làm như trời đổ đúng không? Bởi vậy. Cái à, ông biết à, mà tôi cũng à, đâu có mà sức kem vậy. Đâu có đi ra nắng, đi vòng vòng chơi trong nhà đi ra đây rồi tôi ngủ ăn rồi bắt quạt vậy. Yeah. Không có chơi hẹn hò bạn trai bạn gái nói chuyện với ai chứ. Bởi vậy hệ, ở bờ không ở, có chữ mà không nói tục có tiểu không ở có chơi ai ở ngoài sao đấy hả, kiếm một người hả giống như mơ kiếm không ra luôn đó. Vậy đó hả? Ừ. Tôi không có giao thiệp với bạn trai và gái gú yêu đương nè, cái làn da này nè mình biết ra gương mặt này nè này mà ra sao đét trắng nữa nè. Bởi vậy có bồ mà sao trắng đâu. Bởi vậy cái gương mặt này ở ngoài sao đét kiếm sao ra chưa biết yêu. Ủa vậy không hả? Không biết yêu biết ái biết ăn ở gì đâu. Không biết ăn ở luôn hả? Không, không biết yêu. Sao có con bị ta dụ ăn ở con đứa con không có kêu vậy là cũng đã ăn ở rồi không có biết nói chuyện gì chơi tình anh em về bồ bịch vậy hả? Ừ nó nói thiệt ông mà không biết giờ tôi có đâu quyết định nữa không cái gì hay là phải hỏi ý mẹ thôi bà hỏi ám về bà cùng điên hỏi gì quyền của mình quyết định chứ bà gì nhưng mà bây giờ quyết định sao rồi muốn khi tìm nào hiểu mà, đi. Khi nào thành công cái này đi mới ca gì hả ủa ngộ hả ừ quyết định là cái chuyện mình đến với nhau đi. Trời ơi, ta có duyên có nợ ông quơ chứ đâu phải muốn được rồi được ở gặp đẹp ở vậy. Giờ thấy hai đứa mình có duyên không? Cái gì? Hai đứa mình có duyên không? Tôi chắc không có duyên với ông rồi. Hay là phải đợi tìm hiểu. Tìm hiểu đi ông quơ. Tìm hiểu bao lâu? Tới Tết đi. Tìm hiểu bao lâu? Tới Tết đi. Bây giờ đốt giai đoạn thêm miếng nữa đó không? Ừ. Tìm hiểu đi. Tìm hiểu rồi bắt đầu ông trời lớn bà trời nhỏ sắp nhau rồi. Không phải, nhưng mà giờ ba bữa nữa đi. Ba bữa nữa hả? Ừ. Rồi ba bữa đi. Quyết định ha. Quyết định đi. Rồi lúc đó là đến với nhau hay là rồi quen tay đi ba bữa đi. Chia tay để bắt đầu khổ đi. Ừ. Để khổ lắm mà. Ừ. Ừ. Rồi. Tôi không có yêu ai cho em thấy không? Ông mà vô thấy tôi hoàn cảnh nghèo mà ông mà đẹp trai vũ tôi yêu mà tôi có chết là ông tội lắm đó. Hả? Sao? Sao? Sao ông tội? Ông đẹp trai nè, rồi bắt đầu ông cũng dạng như ông thương tôi. Ừ. Thương tôi rồi hết duyên nợ rồi ông bỏ tôi về cho tết, bỏ tôi yêu thầm như ư gan ông tôi ngủ không được, ôm gối khóc rồi tôi chết thì tự giận sao? Tôi cắn lưỡi ông mang tội đó. Mà nói là sợ thương rồi anh yêu bỏ, nhau. Các anh bỏ đu liếm bu đê nhau. Ờ môi nhau. Hả? Ừ. Rồi mới bắt đầu tôi hạp ông bỏ tôi rồi ông đi bằng ăn chỗ khác rồi tôi chết tôi tội sao ông mà tội. Bỏ được. Như ông giúp những người mà ta hoàn cảnh đồ nghèo khổ không bao giờ nói hiểu tướng tá trong thấy đã rồi một khi mà hả là đến với nhau là đến suốt đời tới nào rụng răng là thôi đó có tướng tá đã không đẹp đùi lên trời ơi khoe đùi nữa ừ tướng đã ha đã ừ trời ơi nhìn mới liền mà hai lúa đó bởi vậy đâu có đi đâu biết dọn gì ồ có tướng này vậy đó mà đó giờ hả, ở trong nhà không đó nè đó giờ trong nhà không có đi đâu anh em đám tiệc đám vỗ đám tiệc và mình già không cho nói chuyện với ai hả ừ em út nó không có cho đi đám đi đâu à. Ở nhà rồi đâm bú xả ăn cơm tới giờ rồi nhà nước đã cắt dài ôi khổ vậy hả ừ sao thấy ăn dịch không vậy ăn dịch là chị Tân mới mua cho đó mới cho tiền ăn dịch chứ ở đó không có ăn dịch không què ăn què ăn chết bộ khoái ăn dịch lắm hả hả bộ khoái ăn dịch không khoái ạ lâu lâu ăn bậy con à. Ngán chết mẹ ngán hả ngán tới ốc ừ ngán ăn, ngán mấy bữa ăn ông biết ăn gì không dưa mắm mồng đỡ đường bột ngọt vô hồng hạnh cái tôi chan ăn cơm trời ơi có món nó ngon lắm nha ừ có ăn bà khía không cô bà khía ăn không ngon bằng dưa mắm. Dưa mắm hả? Dưa mắm nha. Rồi thích ăn mắm không? Không, dưa mắm ông sắc ra cái hồng hạnh ha. Ừ ừ. Ông cho đường bột ngọt ông dồn vô cái cơm mua cơm mộng thôi. Để miếng ớt vô nữa ha. Ừ. Ăn vô. Hạnh bê đê nuôi tôi không? Đã vậy hả? Ừ. Không có. Ừ mà anh cũng thích ăn dưa mắm đó đó. Chồng nó chết đó là nó buồn đó, nó ăn cơm dưa mắm tới giờ luôn á. Nó không ăn gì tới giờ. Anh cũng thích ăn dưa mắm đó nè. Giờ là đứa về nhà hai đứa ăn dưa mắm là được rồi. Dưa mắm mà không mình để dành tiền mình cất nhà mình cứ vợ. Phải vậy. Ha. Ừ. Ông thấy tôi tội nghiệp hay chưa? Ừ. Thiếu cha người ông cũng thương ha. Ừ, bởi vậy ngoài đường. Không phải là tôi coi bói bởi tôi bắt coi lương máy của ông nha. Ừ. Tôi anh bông, nó khoái mời cùng. Ê. Nó khoái anh khoái em. Vậy hả? Trong TV á. Ừ. Cách tôi nói tôi cũng không nói gì nữa, rồi tôi bỏ qua ngày. Tại vì tôi nghĩ thôi mình làm gái cho người ta chọc. Ừ. Rồi trai chọc, có duyên người ta chọc. Chứ mình đừng có chửi mắng người ta mà nói chuyện mắc đạo đức cũng không có tồn tại cái xã hội nữa anh cô. Không mà ai đến chọc ha. Chọc mà đừng có chửi, nhầm đứa khác có chửi. Nhiều khi hay trong cái chọc đó cũng có cái duyên nó đến đúng. Sao? Đây nè con nhỏ Định Yên gì đó đằng đó chọc. Chọc nó nói tới luôn.
tới ông nội tôi. Dạ hả? Anh yêu em nữa, anh lo em tới suốt cuộc đời hai ba câu nói sao vô gù lấy chỗ trà đập đông chứ. Dạ hả? Đi ngược chạy người ta. Nhưng mà hả? Chửi người ta, ông chở ở bữa kia. Bữa nay anh vô anh nói vậy nè, em có lấy chỗ trà đủ với anh không? Không. Ừ, tôi đặng hoàng mà tôi ăn học à. Ừ, tưởng có lấy gạo lấy xính lễ đi về liền không á. Ông coi tôi quét rồi sao tôi hả? Thích ông dù thành không thành tình duyên vợ chồng cũng anh em ruột. Dạ thôi bà cho cà phê trời ơi cà phê hả trời ơi tốt ghê nhiều lắm. Dạ tốt ghê bà tốt mọi người tốt ừ, bà thương không tôi cũng được tốt bởi vậy mới xin lỗi đó. Ừ. thấy bà mẹ tốt vậy nè, thấy nào con cũng tốt hả? Nay trốn được đông coi tôi bữa nay rồi sao tôi sao không chịu có chồng con. Vậy là số của mơ đó là chuẩn giá. Bị số của mơ á là chuẩn bị có chồng rồi nè. Được mà rồi. Chồng đẹp trai lắm. Yeah. À, nó là nó đang mặc áo đen luôn, nó đội nón đen, nó gài cái kiến nữa. Yeah. Ừ. Có nó có râu quai nón nữa. Yeah. Ừ. Dạ giàu không? Giàu. Vậy hả? Nó không giàu tiền giàu bạc nữa, giàu tình giàu nghĩa. Yeah. Nó thương mơ dữ lắm á. Dạ thấy tôi nghe ba. Nó nếu mà theo cái đường này ha. Yeah. Là người ta nói nếu mà không thương thằng đó đó là mơ khổ suốt đời đó. Vậy hả? Chứ sao? Vậy là anh ha. Ừ đó đó. Được không? Bởi vậy? Anh thấy khờ ha. Bởi vậy cái tay. Ông trời đâu lo ha. Cái tay này anh đẹp quá ha. Tay búp măng nè thấy không? Tướng thì hàng đó đó. Trời ơi phải nói chứ hàng đó. Anh em mà anh coi em anh nói nữa em có anh chồng bự cao đô lắm. Chắc anh chơi. Đó anh này nữa chứ được không có ai khác nữa. Ông này ông bên Mỹ. Vậy ông về. Anh cũng ở Mỹ về nè. Ừ, ông chứ ai? Chứ ai nữa? Cái ông nói bên Tây á. Rồi về đây du lịch. Vậy là quyết định đi. Bây giờ sẵn là đang coi cái này nè. Ông mắc nợ. Đường chỉ cũng như là cái này trời đã định rồi nè. Không có cãi được trời. Còn coi tôi coi sao. Thì đó, nếu mà không thương hàng ngày thì sổ suốt đời. Còn nếu mà thương hàng ngày á là sướng hả, là chỉ ngồi mà đếm tiền thôi đó. Vậy đó hả? Ừ. Vậy đó hả? Ừ. Phải không? Hôm nay trời độ ha. Phải không? Tôi thấy vậy đó. Ừ. Thằng ơi tôi tin Duy Đông lắm mà. Duy Đông phải không? Ừ. Mà tin không? Tin. Đó thấy chưa? Thấy không? Bữa nay có cơ hội ha. Vậy là nói chung là bây giờ. Nè bữa nay có cơ hội ha, mà giục cơ hội là không đúng biết rồi, đúng rồi đó. Chứ ba ngày sau không gặp tại ha. Vì người ta nói không số trời. Bây giờ mình nói nè, bữa nay em gặp anh có cơ hội đúng rồi, nhất ba tam nhì vui buồn cái gì em không có gặp anh nữa phải không? Ừ, bữa nay có cơ hội phải không? Đúng rồi, cơ hội chờ đến đó. Bởi vậy hốt liền đi, chứ nếu mà buồn rồi có người khác hốt á, mà người khác hốt rồi lúc đó không có chổng mông kêu trời nha, tài sản dân luôn phải không? Ừ. Không chờ đổ ha, bữa nay ông chờ đổ ha, nên bây giờ là bữa nay ông mưa đó, cho em 5-10 phút để em suy nghĩ á, là có nên đến với nhau hay không? Ừ. Nếu cho đến, ta bắt nản ha. Nếu đến á thì cái như là có đem theo đồ trên xe luôn, tối nay ngủ ở đây luôn. Ừ. Còn nếu mà không chịu đó thì thôi về. Ừ. Là nếu một ba ngày đi. Cự tuyệt đó nha. Ừ. Là tối nay đập đầu vô gối. Ê, con bấm chấn tư rồi hả? Chấn.